Chào các bạn, đây là tủ điện mình vừa hoàn thành xong nha, ráp cho khách. Thì tủ này đa chức năng các bạn, đa chức năng nha. Đa chức năng là tại sao? Tại vì thứ nhất là về công suất của biến tần, thì tùy nhu cầu của khách mà mình ráp nó đúng, nó phù hợp nha. Có thể từ 400W cho tới 10kW cũng có nha, có hết. Nhưng mà đa phần mình đang làm là từ dãy 750W cho tới 3,5 kg là thường xuyên nhất nha. Còn nói chung là chỉ thay biến tần thôi. Ok, với lại là đây là một tủ điện cơ bản nhất nha. Rồi tùy khách, có những khách mà tùy có nhu cầu thêm á. Ví dụ như timer hay là relay tuần tự hay gì đó. Tùy ứng dụng nha. Và một điều khiển một động cơ, hai động cơ hay như thế nào đó thì mình sẽ làm một cái tủ nó khác. Tủ này tủ cơ bản thôi, điều khiển một động cơ, ba pha, một pha hoặc ba pha nha các bạn, một pha hoặc ba pha nha. Thì những chức năng cơ bản đó, hiển thị nguồn nè, hiển thị nguồn nha, hiển thị đèn báo, đèn báo chạy nè, đèn báo khi bằng run đó. Còn về chiều quay á, thì có hai chiều nha, ở giữa là không, trái phải, và chạy theo nấm tốc độ này nha các bạn, tốc độ nha. Tủ này tủ công suất, và cái này á các bạn có thể có những khách á, họ cần lên máy tiện hay là máy phay gì đó, họ cần ra một cái bảng điều khiển nhỏ nữa, thì nó không dừng lại chỗ này nha các bạn. Mình sẽ làm thêm nữa một hệ thống cách ly điện 24 để không giật. Cái này là đang đấu trực tiếp vào bên trong cái biến tần. Mặc dù theo nguyên lý thì không sao nha, nhưng mà mình nên thêm ra những cái rờ le cộng với cái nguồn DC 24V, 12V, 24V gì đó, để các bạn dùng cái công tắc này nè, đưa hai công tắc này, đưa dây ra, dây 24V á, đưa ra, đưa dài lên trên cái phần điều khiển á. Còn cái tủ này các bạn sẽ đặt ở dưới, ở trong cái máy á. Khi đó thì mình sẽ làm cái tủ nó nhỏ gọn lại chút xíu nha, nhỏ hơn một chút xíu. Thì như vậy á, ví dụ như ở đây là điều khiển một động cơ đi, có khách á, điều khiển máy phay. À, tủ này điều khiển được động cơ sạc vôi các bạn. Như hiện tại đơn này là ráp cho khách điều khiển động cơ ba pha, động cơ 220 nha, ba pha hoặc một pha. Còn động cơ sạc vô á thì nó có thêm một số cái vấn đề nữa, cái đó mình sẽ giới thiệu sau nha. Đó, ví dụ như cái này đưa ra đi, ở đây là một động cơ đúng không, ở dưới một động cơ nữa, thì động cơ 1, động cơ 2 đó. Thì tủ này mình để ở dưới hầm, ở dưới trong cái máy á, mình sẽ đưa cái bảng điều khiển ra, đơn giản ha. Ví dụ như mình muốn chạy tiện một hành trình á, tiện đúng không, mình bấm nó chạy vô, tốc độ thì mình chỉnh đó, mình canh. Rồi tới cái rờ le hành trình á, thì nó sẽ tự tắt, nó nhảy về không nha, đó. Rồi đây mình xử lý tiếp thôi. Cho nên tủ này là tủ cơ bản. Những tủ tiếp theo á, mình sẽ làm là ví dụ như điều khiển tùy khách thôi, điều khiển một động cơ, hai động cơ, có thêm relay, gọi là sao ta, cái của ta hành trình á, có thêm của ta hành trình nữa, hoặc là những yêu cầu của khách, ví dụ như tiện vô đúng không, tiện hay là phay á, phả cái mặt á, nó chạy đúng không, chạy theo tốc độ nè, tới công tác hành trình nó đá một cái thì nó nhả về không. Có thêm một cái quạt 220 để đảm bảo được ổn định. Đây có một cái nguồn nha, nguồn. Ok, tủ cơ bản nha. Thì sắp tới mình sẽ giới thiệu nhiều về tủ này, tủ điều khiển động cơ sạc vô, hoặc là tủ điều khiển động cơ một pha, ba pha, 110, 220.
Ok, khách nào có nhu cầu thì báo nha, mình sẽ làm.